Chào anh em nhé. Hôm nay mình đang đi săn vậy, cắt về anh Hiền. Giờ thả chim. Phát hiện một đàn cò đằng kia. Anh em chuẩn bị đón chờ thôi. Cắt đuôi cò nhé. Rồi cò nó đang bay. Mình đang để ý em hả? Rồi anh ở tà bay đi nha. Ôi ơi. Rồi rồi anh em thấy cắt đang vươn co nhé. Cắt thắng vươn bấy co. Trời nặng quá. Quá đã gần quá luôn, hai con quá pha đám. Ui à. Bái vô trù đứng đấy đang à. Bái vô trù đứng à. Em bắt con qua rượt cái đất rồi. Mời chuông lại coi. Khác à, sao ni à? Ngái chuông bấm lại ngái cho rõ lên nè.
Ở vô trong nhà bắt cá rồi. Dưới này này. Đây rồi. Nhịt điên à? Nhịt điên à? Rồi khoái. Ui đủ mà. Tối rồi. Hư rồi. Tẩy rồi. Tẩy rồi. Tím. Phải không? Tím luôn. Thấy không? Cái chén tím luôn đấy. Chén tím luôn. Tẩy luôn. Cho hai chi giấy đi. Hai chi giấy đi ướt phải không? Hai chi giấy. Đã này chưa ướt. Đã nở mà. Đã ra xuống đất nữa mà. Ông ơi, chạy luôn. Vừa đuổi co xong. Cái con bị mô trúng mắt đó. Nhà chỗ rồi trong chủ điện là đến. Đấy chưa tên quá, chưa tên à? Chưa tên hết. Tôi á. Thứ rồi mà nữa. Quẹo nữa. Chuyện gì ơi, hư chánh rồi, hoài tử luôn. Thôi đáng định giật điện cái lời chạy hẳn tiệt luôn đấy chứ. Anh Vinh nên điện cáo là tím hẳn ngưng ngập đấy. À, có niềm chứ. Gió rượt xuống nước bơi sống à. Chứ nếu mà rượt rượt mà ngoài thì chết chứ nhỉ. Hiện tại hành chuyên điên xuống nước phải là chạy không bình thường đi hết đó không hành đi đó không bình thường hành có súng khó mà mấy đâu chứ nên được tự cho mình đi săn bị gặp nạn quả đen vui mắt thôi con chứ con có chưa đâu có giật quá không có chưa đâu có giật không dạ có chưa đâu có giật không vừa chứ hành có đâu giấy mà hành đâu anh thương thương đúng đấy mấy cái nữa đây chú đúng không? Ừ. Đeo đây chú đi đẹo con nữa. Chuyện con đi mà chứ sóng mái này. Vừa chột mặt mà vừa. Vừa bị giật điện. Tưởng bắt con chi dễ chú. Ừ. Vì không. Tính con đi mà hẳn bay kiểu nữa là hẳn lên được cột đấu thôi hẳn đừng sao. Chính này. Trứng chạy quả đen à, hắn mắc có tám mươi chưa đến mà em giờ thả tám trăm do hắn qua điên hết thiệt và nó có quà vô lần men bi nữa rồi thì mình rồi hắn đang mình ăn quà mà đỏ thì con không chịu được quà không hẳn mà tha mà không bị chột mắt một chột mắt hẳn nhìn khó lắm một mắt nữa là quả đen con đi chết chưa con này có hai chân một chân hai chân luôn chân gì quẹo luôn chân đi lại vì hai chân không chạy mini nhai hơn kiểu anh dịch con dệt con có ừ ngưng đập làm cái đốp nó tin nè tin đeo chân này. Anh chưa chạy được chắc hơn nữa à, đến rồi chống mấy cái nữa chứ có đun cát mà nó thả anh xuống rồi đun cát này hết chống người á
quả đen. Vừa chột mặt mà vừa bị giật điện. Em thế là cùng thì chim chắn thì rửa rồi. Được rồi mình được 6 chim mét rồi. Được 6 chim nữa. Cái con này anh nói một là mất, hai là chết thôi cho anh bạn để chơi. Một phát một chứ mấy tai nạn chân đi ra chạy thứ luôn chỉnh luôn chân chỉnh bọc đây là một cái như là cần cầm trên là gôn yên dịch nó có cần bọc ngược lên chảy máu lên là lụng chắc thôi chạy thôi. Đây là sướng mà nhìn chưa sướng nữa. Sướng. Đấy sướng bình thường hẳn có mà. Cái chân đi là cậu ấy cái giấy rồi. Hư rồi. Chịnh cái chân hẳn chịnh. Let go đi về. Liên hệ Tinh Kim Hoàng Anh. Tinh Kim Hoàng Anh. Thuộc. Đập hiên là đen rồi đấy. Khi bay đi về đẻ chứ đẻ rồi. Con nít thì ít con non đẻ được. Đẻ được đều nói với nuôi con. Để lên nuôi con sống. Thôi, chào anh em. Đình đi quay clip cắt chăn mà đưa ai ngơ. Về có thịt cắt ăn đi theo anh đi quay clip săn sáo. Quay clip săn sáo được rồi.